Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Hôm nay My đến vườn của em Lam ở Garden Road. Dạ ở không hộp. Bao nhiêu vậy Lam? Mấy cây nhỏ này thì em bán 100. 100. Tại vì hôm nay ở không hộp nó mắc lắm. Em có nhiều cây lớn ở bên đây nữa nè. Vậy chị qua chị coi cây này nhỏ 100 nha các bạn. Dạ. Cao khoảng 2 gang tay, không tới 1 gang rưỡi à. Dạ. Gan rưỡi thôi. Cái này chủ yếu mình lấy làm giống. Mà cái này cũng vô cái chậu ha, xong rồi cái từ từ cái nó cũng sum xê. Ổi không hột nữa kìa. Mà cái này là Thái không hột, cái lá nó dài hơn. Cái này là cũng không hột mà của Thái hả? Dạ, trái dài, trái vuông. Trái vuông á hả? Dạ. Ổi vuông á hả? Cái này thì tròn. Cái này ổi tròn. Dạ. Cái này ổi vuông. Dạ. Cái này bao nhiêu tiền? Cây đó chắc em để lại tại vì nó hơi hiếm á. Cái này để lại chưa nữa. Có bán hả? Dạ. Cái này là Thái ổi vuông. Cái này là ổi vuông mà không bán hả? Dạ. Cái này quý lắm nha các bạn, rất là mắc luôn á. Không bán luôn. Giờ bán không? Không bán giận à. Em đang có mấy cây nhỏ nhỏ đang dưỡng ở trong đó thì cũng chưa có bán được tại vì mình muốn cho nó cứng cáp chút xíu. Là cũng ổi vuông luôn dạ, hả? Dạ, ổi vuông luôn. Là nó ra trái vuông hả? Cưng có thấy trái chưa? Dạ thấy. Cái trái của nó dài mà vuông không hộp. Không nó dễ đậu mà trái vuông. Dạ, nó dễ đậu trái hơn là trái tròn. Vậy đó hả? Dạ. Wow, hay quá hả? Trái tròn. Chừng nào Đài có Loan trái nó, cho chị nó coi. Dễ, nó dễ bông, nó dễ rụng hơn. Mà nó ngon không? Ngon chứ. Nó có chua chua không? Chứ dạ. Có nhiều trái không có chua ăn dở lắm. Không ngon. Vậy hả? Dạ. Ổi vuông không hột nha các bạn. Cái này ổi vuông không hột đang có ở Lam, bạn nào mà thích lại năn nỉ nhiều chắc em cho chia lại. Dạ, tại vì em cũng đang đặt chiếc á thì chắc cũng gần được rồi đó. Nếu mà có thì em sẽ có chừng khoảng tháng nữa người ta mới giao. Ok, thì chừng nào có thì cho mi hay. Dạ. Wow. Cây gì giống như cây lá gai. Dạ. Lá gai với bao nhiêu tiền cây? Lá gai này em bán 15. 15. Lấy này làm bánh ít lá gai. Dạ. Cây này cũng mau lớn lắm nè phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, yeah, cũng cây cũng sum xê quá. Cái này thì cái gì đó? Chùm ngay hả? Với ngải cứu. À. Rau ngổ miền Tây. À. Rau đắng. Cái này cưng nói là cây thiên lý hả? Dạ. Trời ơi, cây này quý lắm nè. Các bạn ơi, hoa thiên lý đây nè. Dạ, em có trồng một cây bự ở dưới. Vậy hả? Cái này bao nhiêu chậu vậy Lam? Thiên lý thì nó hơi mắc. Cái này thì em bán 75, 55 với 40. 75, 55, dạ. 40. Dạ. Trời ơi, cái hoa thiên lý kiếm, này khó mắc kiếm giống lắm. Hổm ra các cô chú cũng hỏi mi cây thiên lý á. Bữa nay thì ở vườn của em Lam có. Thì các cô chú nào có cần thì gọi điện thoại cho Lam ha. Số điện thoại mi để ở dưới phần mô tả đó. Không có chữ. Hoa thiên lý, cây này thiên lý nhỏ nè, cây này lớn. Cái bông này cẩm thạch người ta nói ăn rất dạ, là thơm. Quá hay, đẹp quá. Wow, được cây này nhìn lớn quá ha. Cây này là nó quấn chằng chịt luôn rồi nè. Cây này hình như là cây cà pháo hay gì đó, cà pháo trắng. Cà pháo tím. Cà pháo tím hả? Dạ. Đây nè, cà pháo tím nè. Wow. Cây này chứ khó chết ha, chị thấy hình như sống quanh qua cái mùa năm sau được á. Dạ được, sống qua nhiều năm. Rồi cái màu tím dễ thương không? Tím đậm luôn. Có cái cây mận hay cái gì vậy? Cây mận đang chiết nhánh. Cái lá cẩm. Lá cẩm em có nhiều chỗ. Rồi bạc hà. Bạc hà nhiều quá luôn. Nhưng mà nhà mình để nhiều quá. Rau tầng dày lá. Chị biết cái cây này là cái cây sao đũa. Sao đũa tím phải không? Sao đũa đỏ. Sao đỏ đỏ chứ. Dạ. Thì mấy cái này là điên điển. Điên điển luôn hả? Dạ. Cái điên điển nó đang có bông.
có bông luôn. Cây cam nó thấy có cái em không mắc cái ngọn á cho nó ra nhiều nhánh. Dạ, em đang thử nhắc ngọn cây đó. Đúng rồi đó, em cũng tính hỏi đó. Ra nhiều nhánh. Rồi trồng mà nhắc cái ngọn nó tỉa ra bông. Phải không anh? Đúng rồi, mình phải nhắc phải không? Em chưa làm bao giờ cho nên em cắt thử một cây trước, nếu mà nó thành công thì em cắt cái cây luôn. Không, cắt hết đi. Tại vì trong điên điển cây lớn nó bông quá. Bông nhiều không anh? Cao lắm. Ồ vậy mà kéo xuống. Mà dùng sắc Sacramento trồng điên điển được hả? Được đi nè, nó trong năm nào vậy? Vậy là có đem vô nhà không? Mùa đông nó chết xong rồi nó cũng mọc lại không? Không, không phải trồng cái khác. Gieo mỗi năm nhưng mà vậy mà nó lên có bông kịp luôn hả? Nhà nó cao lắm á. Bông cái cây này nó có bông. Kịp luôn á. Ủa như vậy là lúc mùa xuân nó mọc lên là sẽ tới mùa hè là có bông liền. Ồ nhanh quá vậy hả? Nó có bông mà mình chỉ xài được năm thôi, năm sau phải trồng lại. Nhưng mà có bông ăn là ok rồi. Bông nhiều lắm. Trời ơi, luôn á. Mình không giữ được không, không có giữ được. Mà gốc nó bự như nè, gốc bự như nè. Gốc bự mà vẫn chết. Chết vẫn chết. Hồi uổng quá ha. Em không mang vô nhà, em để nó chết lạnh. Ồ nhưng mà vậy mà có bông nhanh vậy là ok, không sao. Vậy là chị cứ cho nó rớt hạt rồi nó lên cây mới. Phải mua cây khác chị. Ồ mua cây khác hả? Ươm cây khác. Ươm cây khác. Nếu mà không ươm thì mình mua cái cây nó có bán sẵn. Dạ. Dạ. Ồ hay quá ha. Có liền. Thôi đưa hai người luôn đi, người nào cũng đưa hết mua thêm nữa. Nhiều em? Dạ 75 tính chị 70. Đây có liền. Đây trồng, nè. Trồng này vui ha. Dạ. Quá chừng trái luôn á anh. Trái nữ cũng trồng nhiều lắm. Cái này vậy hả? Trái cũng nhiều lắm mà không bỏ lên vàng, để dưới sụp sụp ở dưới nó giống như đám rừng vậy đó. Ồ vậy. Ồ. Bỏ nữ nói về chuyện này để làm cái vàng này cho nó trèo lên. Đúng rồi đó, chanh dây là phải lên vàng mới được. Chứ giờ, còn không sao chịu nổi. Nó nhiều quá à, nó mọc nhanh nữa. Nhà nữ nó ra lan là dữ lắm. Wow, vậy là nhà chị trồng nhiều hả? Nhà cái sân nó rộng hơn là nhiều. Ồ, sướng vậy đó. Chị có trồng cây đông trùng không? Không muốn hả? Nhà nữ là trồng chủ yếu rau là... cỏ, cây cối này kia hơn. Cái này vừa ăn lá được, nấu canh ăn rất là ngon. Mà là vừa ăn củ được, mà tốt, mà ngủ được. Đủ thứ hết á. Có cây khoai mì nữa. Ồ, có khoai mì nữa hả? Khoai mì luôn hả? Trời ơi, bây giờ còn thêm khoai mì nữa. Ủa, cái này cái gì phải xua đũa không? Cái này là điên điển rồi, cái này cây me. Ồ. Ồ, cây me luôn hả? Me ngọt hay me chua? Cái này me chua, em có me ngọt nữa, me thái. Me thái ngọt, rồi me chua đang có bông luôn. Wow. À, cái gì nữa kìa? Ừ, cỏ mực. Dạ, cỏ mực. Cỏ mực. Cái này ăn sống cũng được anh, giống như cái rau ngổ vậy đó. Dạ. Mà nó bổ thận. Vị thuốc luôn. Dạ, vừa ăn vừa vị thuốc á. Cái này là tía tô Nhật, bình tinh. Tía tô Nhật, bình tinh. Bán hết bình tinh rồi, nhưng mà ngày mai có dân. Ờ, có nhiều lá dứa quá nè. $15 rau nhút. Lá dứa, chậu lá dứa nhỏ vậy là bao nhiêu? Lá dứa đó em bán 35. 35, còn chậu lớn? Chậu lớn này thì chắc để làm giống. Để làm giống hả? Không, dạ. Không bán. Ừ. Cái này là củ nén. Ồ, củ nén lên rồi đó hả? Dạ, củ nén. Wow. Nếu mà mấy cái mà nó chưa lên thì nó cũng đầy rễ. Củ nén là người ta nói để vô trong cháo á, mình đập dập ra mình gỡ vô cháo ăn là giải cảm hay nè, lắm luôn. Em cái cô bác nói trong video của My á, nói củ nén này nè là chỉ có giải cảm là rất là nó đầy rễ rồi mà nó chưa có nhú chồi lên. Ồ, cũng đang gieo á hả? Dạ, mấy cái này thì nó lên nè. Wow, đầy rễ dưới. Ồ, yeah. Mà mới mốt nó ra một chùm không? Dạ, để mình phải sang chậu, nó bắt đầu nó lên thì mình phải sang qua chậu lớn để cho nó nảy củ. À, mong cho nó răng chùm mà giống như kiểu vậy đó, nhìn thấy đã. Củ nén nó tròn tròn, củ kiểu thì nó dài. Dạ. Yeah. Có nhiều lá cẩm cam với lá cẩm tím. Lá cẩm này á, ông xã mày không biết, cái hái vô ông tưởng là cây lá trà, ông bỏ vô cái xong rồi sao ông đổ nước vô, hỏi ông mở ra, ủa em ơi cái gì mở tím điểm. Mình nói trời ơi, ông hái lộn cây lá cẩm. Dạ. Đây là rau đắng. Ông xã My là kêu là ớt con gái, rồi bây giờ nó chết danh là ớt con gái luôn rồi. Ớt gái hả? Cái này là đâu ớt trai đâu, ớt cái trai. Ớt trai còn ớt hơn. Không, không phải. Anh có biết ớt trai không? Không biết. Không biết hả? Không. Chị nữ có biết ớt trai không? Chưa coi cái video đó hả? Ớt này ớt gái hả ta? Ớt này là nhìn anh nhìn ớt gái, anh sẽ
Để em nên nay ớt trai hết rồi hả chứ hả Lam? Dạ hết. Dạ cái ớt này em thích lắm. Mà cũng cay nha, ớt này cay đó. Dạ, cay. My chưa có thử nhưng mà cái chị chế ớt là mình trồng mà kiển thôi chứ thái nó thấy uổng ha. Đúng rồi anh, để cho nó đẹp là mình làm kiển á, mình vô cái chậu đẹp đẹp á. Cái mình để mình làm kiển. Thấy nó hay hay ha. Dạ. Nhiều cái ớt quá nè các bạn, ớt này chắc giống ớt cayenne pepper nè. Dạ nó dài. Dạ nó dài. Ớt cayenne pepper, cái này ớt chỉ thiên. Xoài thanh ca nữa nè. Cây sữa đũa của em ở đây nó bự. Wow, này là sữa đũa trắng phải không? Sữa đũa trắng. Cao quá rồi đó nha. Dạ. Cao quá luôn á. Ồ, Hà Thiên Lý trồng xuống đất luôn rồi đây hả? Dạ. Có bông chưa Lan? Dạ, chưa thấy. Chưa thấy nhúc nhích. Cái này có bông, người ta nói nấu canh thôi. Còn ngon. Vậy hả? Xào thịt bò ăn hả? Rồi về ăn chay rồi xào thịt bò gì? Bò chay. Hay vậy xào tàu hũ. Không, mình thích cái cây đậu rồng này rồi đó nha. Dạ, yeah. Bữa nay có trái em mới có, thấy luôn á. Có đó. À nè, nè yeah. Đây nè. Đây nè, thấy không? Đó, đây nữa nè. Đây nữa nè. Không kìa, không để ý. Đó, đây nè. Chắc đủ đó. Mình em ăn quá. Nó bông nhiều lắm á chứ. Đây nè, mấy cái bông bông ra đây quá chừng nè. Từ từ là nó sẽ lên rất là nhiều luôn á. Đậu rồng này người ta nói phải đủ nắng nó mới có bông có trái. Đúng rồi. Nó mà nó trồng á, nó sợ lạnh nữa cho nên mình gieo mà trễ một chút cái nó cũng không lạnh kịp. Cái rồi là không kịp. Dạ. Yeah, em khi... có dây bên đây nữa nè, nó cũng có bông. Đủ nắng rồi phải đủ nước nữa. Dạ. Cây đó cây gì vậy? Dạ cây me Thái. Me Thái. Me Thái là me ngọt. Me ngọt Thái. Bên đây cũng nhiều cái giống cây quá chừng. Cái này blackberry hả? Dạ blackberry. Blackberry cây này á, trời ơi, ở nhà của My á nó mọc quá chừng. Cây này là dễ săn sóc nhất nè nha các bạn, các cô chú. Cái này rất là dễ săn sóc mà trái là năm nào cũng cho trái hết trơn á. Dạ. Nhưng mà mình nên ngắt nhánh Lam ơi. Dạ. Ủa cưng làm cưng chiết qua luôn hả? Không có, nó tự bên đây nó ngã qua bên đây cái nó tự mọc vô cái cây này luôn. Giờ hai chậu thành dính. Thành hai chậu luôn. Dính nhau luôn. Dạ. Cái này cái gì mà tặng thêm một cái rau dền cơm. Mua một cây trái vải phải không? Dạ. Trái vải tặng một cái rau dền luôn. Sapo chê nữa nè. Mận trắng hả? Dạ. Có hộp không? Mận trắng sữa. Mận trắng sữa là sao? À nó trắng tinh, nó trắng đục như sữa vậy đó. Ồ, trắng đục như sữa vậy hả? Bao nhiêu một cây vậy em? Cây này cũng không có nhiều để bán đó. Em cũng đang đợi coi nó ra trái hay sao. Đang chuẩn bị ra trái. Là chưa có bán hả? Dạ chưa bán được. Nhiều quá nè. À dạ không, có 3 cây thôi. Vậy hả? Cái đó là mận xanh mận đỏ. Ồ cái này mận xanh mận đỏ khác. Dạ. Nè mận trắng sữa nó trắng tinh. Ồ trắng giống vậy nha, trở trắng tươi luôn ha. Dạ. Em đang đợi coi nó phải vậy không. Cái này chanh Thái á, trồng dưới đất luôn rồi. Trồng dưới đất rồi. Cái này trồng dưới đất để dành hả? Mai mốt có lá ăn. Có lá ăn. Trời ơi, cái bông me nè các bạn. Hồi đó nhà trồng me chứ coi giờ có để ý tới bông đâu ta. Cái bên Việt Nam nhà mới có, nhà nội mới có cây me lớn lắm. Mà nó cao quá, mình nghĩ chắc khó thấy bông, giờ nó lùn. Nó lùn mới thấy bông cũng đẹp ha. Cái bông cũng đẹp quá nè. Dạ, nó ngọt ha, em cũng mới thấy luôn. Dạ. Me ngọt hả Lan? Dạ. À không, cái cây đó me chua, cây đằng kia là me ngọt. Cây kia thì me ngọt, cây này me chua. Dạ, me chua nó dễ sống hơn me ngọt. Me chua này ăn có ăn gì ta, ăn với mắm ruốc. Chắc ăn non á, hoặc là me dốt. Cây chanh Thái này á, mình rất là thích cái mùi á.
Dạ. Cái mùi của nó thơm đó. Ừ. Cái trái này của mình vắt nước ra cũng ít nước nhưng mà nó thơm. Rất là thơm. Dạ. Mình luộc gà, luộc ốc, luộc chân gà hầm xả tắc gì đó, chân gà tắc xả vậy đó. Mình lấy khô gà lá chanh gì cũng là. Dạ, nó. Ô, cây đậu biếc đây phải không? Dạ đúng rồi. Hoa đậu biếc nè các bạn. Em có bán cây luôn. Có bán cây luôn hả? Dạ. Bông nè. Hồi bông này là giúp cho đau nhức vì đủ thứ. Uống đẹp chú. Da, collagen đó. Đẹp da. Mà nó ra màu để mình nấu xôi, nấu chè. Ô, nấu xôi có màu này luôn màu hả? Màu xanh luôn dạ. Wow, vậy làm là mình lấy mình làm xôi luôn được, cũng tiện hả? Dạ, em thấy có rau câu với xôi, hoa đậu biếc với chè trôi nước á, màu xanh đẹp lắm. Ồ vậy hả, chè trôi nước cũng làm cái này được luôn. Dạ. Ồ vậy cũng nhiều, mà cái mùi nó làm sao mình chưa có thử bao giờ, cái mùi nó không, thơm. Nó mùi thơm thôi, chứ nó không có đắng, không có gì hết. Nó thơm hả? Dạ. Vậy giống như xôi gất rồi vậy ha? Chắc dạ, giống dạ. Như có cái màu á. Cái mùi nó cũng đặc biệt riêng của nó ha. Cây cũng lớn quá ha. Dạ, nhanh lớn lắm. Mới vừa trồng xuống chừng 3 tháng. Ồ. Oh. Dạ. Wow, hoa đậu biếc nè nha các bạn. Mà nó có trái không hay là nó có hoa vậy thôi? À, nó có trái thành hạt để mình lấy hạt. Mà mình có ăn cái hạt được giống như mấy đậu không, kia không? Không, ăn hạt. Ăn vậy bông mình thôi. Ăn bông thôi. Dạ. Ồ, oh, bông đẹp quá ha. Cái màu rất là đẹp luôn. Đậm xanh vậy. Cái này là đậu biếc cánh đơn. Có loại cánh kép nữa. Đúng rồi, hình như có loại mà hai cánh. Dạ, người ta nói kép. Dạ, là cái đó bông nhiều hơn phải không? Dạ dạ. Dâu Đài Loan. Dâu Đài Loan. Dạ. Có trái không? À, trái nó nhiều, nó sai trái lắm. Nó có giống cái mulberry mà cưng ngắn hơn. Ngắn hơn hả? Dạ. Ngắn hơn mà nó cũng ngọt mà nó nhiều trái hơn. Cái này ổi thì ổi gì? Ổi xá lì hả? Ổi này là ổi Taiwanese nhưng mà nó có ít hạt chứ không phải là không hạt. Cái loại có hạt thì nó dễ đậu trái hơn không hạt. Vậy hả? Dạ. À. Cái loại không hạt thì nó nhiều bông xong rồi nó rụng. Cái này cây bưởi năm roi nè các bạn, trời ơi thấy thương không? Nó có được 4 trái. Mà cái này trồng dưới đất luôn rồi hả? Dạ, mà em mới vừa trồng hồi tháng 2, tháng 3 nè. Trời ơi, thấy thương quá à. Bưởi năm roi. Dạ. Yeah, đây nè. Cái này tết chân á, đẹp lắm á. Hy vọng. Hy vọng được chân tết. Ừ. Trồng xuống đất rồi chắc cây mau lớn rồi ha. Em có cây bưởi đường nữa nè. Ờ, bưởi đường nữa hả? Dạ, trái của nó nè. Ờ, wow, trái cũng giống như bữa năm roi vậy ha. Nhưng mà nó bự hơn nhiều. Vậy hả? Cái lá của nó bự hơn trái nó. Là mốt trái cũng to hơn nhiều. Dạ, bưởi thì mình nhìn lá đó. Ờ. Bưởi nhỏ, trái nhỏ. Lá đó là bưởi đường luôn hả? Vậy chắc ăn ngọt lắm ha. Chắc vậy cho nên người ta gọi bưởi đường. Ừ. Dạ. Cũng trồng dưới đất luôn rồi nè. Dạ. Làm giống. Trồng dưới đất làm giống. Còn rất là nhiều cây trái và rau củ ở vườn của Lam. Mi hẹn ở video sau nha. Mi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like giùm Mi và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè ha. Mi chúc cho các bạn trồng được tốt. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.